Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Điều gì sẽ xảy ra khi uống trà táo đỏ liên tục trong một tuần? Uống trà táo đỏ liên tục trong vòng một tuần giúp bảo vệ gan, giải độc gan hiệu quả. Rất tốt cho người có chức năng gan kém. Còn vô vàn những tác dụng khác nữa từ trà táo đỏ. Hãy cùng Cuộc Sống Hạnh Phúc khám phá cách pha trà táo đỏ. Táo đỏ thường được sử dụng dưới dạng đã được sấy khô. Vậy nên, táo đỏ rất dễ bảo quản và sử dụng được trong thời gian dài mà vẫn giữ nguyên được những dương chất quý có trong trái táo đỏ. Khoa học đã chứng minh sức mạnh của táo đỏ đối với sức khỏe. Sử dụng táo đỏ sẽ bổ sung khí huyết, bổ phổi, nhuận tràng, tốt cho dạ dày và ngũ tạng. Thực tế đã chứng minh với người có chức năng gan kém, uống trà táo đỏ liên tục trong một tuần cho thấy protein huyết thanh tăng một cách rõ rệt, giúp sửa chữa tế bào gan, thải độc và bảo vệ gan hiệu quả. Tác dụng tuyệt vời của táo đỏ. Trong đông y, táo đỏ là loại thuốc bổ khí, có tính hòa, vị ngọt. Tác dụng của táo đỏ giúp ngăn ngừa ho, bổ ngũ tạng, lợi tim phổi, trị các chứng hư, kiểm soát bệnh tiểu đường. Táo đỏ giúp tăng cường thể lực, tăng khả năng hấp thụ thức ăn ở đường tiêu hóa, cải thiện chức năng dạ dày, đường ruột. Táo đỏ có tác dụng an thần, rất tốt cho những người hay phải gặp áp lực trong công việc, phụ nữ tiền mãn kinh, tinh thần hoảng loạn, tim loạn nhịp, ngủ không yên giấc. Hãy pha trà táo đỏ uống hàng ngày. Dinh dưỡng vàng có trong trái táo đỏ. Trong trái táo đỏ rất dồi dào vitamin C. Vì vậy, táo đỏ còn được gọi là nhà vô địch trong các loại hoa quả. Ngoài ra, trái táo đỏ còn chứa rất nhiều vitamin, protein, v.v. Quercetin là một chất tự nhiên có trong hoa quả, rất tốt cho sức khỏe. Chất quercetin có thể khuếch trương động mạch vành, tăng cường lực thu co cho cơ tim. Thật tuyệt vời là chúng lại có rất nhiều trong táo đỏ. Ngoài ra, chất phytochemical quý như vàng có trong táo đỏ giúp chống lại các chất gây ung thư, ngăn chặn nguy cơ ung thư ngay từ khi chưa hình thành. Nhờ những dưỡng chất tuyệt vời có trong trái táo đỏ, bạn có thể tự tin dùng trà táo đỏ hàng ngày để phòng trừ những căn bệnh như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi và một số bệnh ung thư khác. Một trong những cách đơn giản mà tối ưu nhất để sử dụng táo đỏ mà vẫn giữ nguyên được những giá trị dinh dưỡng đó chính là dùng táo đỏ để pha trà. Có rất nhiều cách pha trà táo đỏ khác nhau. Dùng táo đỏ kết hợp cùng một số loại thảo dược khác có tác dụng tích cực đối với cơ thể là cách đơn giản mà bạn không thể bỏ qua. Một số cách tiêu biểu mà Cuộc Sống Hạnh Phúc giới thiệu với bạn dưới đây sẽ giúp bạn có được một tách trà tươi ngon từ trái táo đỏ. Trà hoa cúc táo đỏ. Trà hoa cúc táo đỏ có tác dụng giải nhiệt, bổ khí huyết, kiểm soát tiểu đường, v.v. rất tốt cho sức khỏe. Trà hoa cúc có tác dụng giúp đầu óc tỉnh táo, mắt sáng. Những người làm việc văn phòng thường xuyên tiếp xúc với máy tính thường bị khô mắt, nên thường xuyên uống trà hoa cúc sẽ có tác dụng rất tốt, xua tan triệu chứng khô mắt. Nguyên liệu: 3 quả táo đỏ chín, 10g hoa cúc khô, 2 muỗng cà phê đường phèn, 250ml nước lọc. Cách làm: táo đỏ rửa sạch, tách hạt. Ngâm hoa cúc với nước lạnh cho hoa nở, rửa qua vài lần nước rồi để ráo. Cho hoa cúc, táo đỏ, đường phèn vào bình, rót nước đun sôi vào bình, hãm khoảng 7 đến 8 phút, dùng trà lúc nóng. Trà táo đỏ, kỳ tử và hạt chia. Kỳ tử có vị ngọt dịu, có tác dụng bồi bổ tinh khí, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giúp làm tăng thị lực của mắt và chứng tê mỏi chân tay ở người già, trị chứng táo bón, chống oxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa. Trong hạt chia có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể như photpho, canxi, chất béo, chất đạm, chất xơ, magie, omega 3, 6, protein, nhiều khoáng chất và vitamin. Dùng hạt chia làm gia vị cho các món ăn sẽ tăng vị hấp dẫn, đồng thời làm món ăn trở nên bổ dưỡng hơn. Sử dụng hạt chia thường xuyên giúp phòng và điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, các chức năng của hệ tiêu hóa, hệ thần kinh.
15 loại thực phẩm giúp phòng tránh nguy cơ đau tim. Chế độ ăn và lối sống lành mạnh có thể giúp phòng tránh nguy cơ đau tim. Dưới đây là những thực phẩm giúp phòng tránh nguy cơ đau tim. Thứ nhất, cá hồi hoang dã. Loại cá này chứa axit béo omega 3, giúp cải thiện các chỉ dấu chuyển hóa cho bệnh tim. Cá hồi có chứa selenium, chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa cơn đau tim. Thứ hai, cá mòi. Loại cá này chứa nhiều omega 3 dưới dạng dầu cá. Nó làm tăng mức cholesterol tốt và giảm nguy cơ đau tim đột ngột ở những người đã từng bị đau tim trước đây. Thứ ba, gan. Gan có chứa chất béo được coi là tốt cho tim và giúp ngăn ngừa cơn đau tim. Đây là một trong những loại thực phẩm tốt nhất có thể giúp tránh đau tim. Thứ tư, quả óc chó. Óc chó chứa nhiều axit béo omega 3, chất xơ, vitamin E và folate, tăng cường sức khỏe cho tim. Nó cũng chứa chất béo không bão hòa đa, giúp ngăn ngừa các cơn đau tim. Thứ năm, hạnh nhân. Hạnh nhân chứa axit béo omega 3, giúp ngăn ngừa các cơn đau tim. Thứ sáu, hạt chia. Chỉ một vài muỗng hạt chia cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, cũng như sự tích tụ mảng xơ vữa và do đó ngăn ngừa sự xuất hiện của các cơn đau tim. Thứ bảy, bột yến mạch. Bột yến mạch là thực phẩm kỳ diệu giúp giảm mức cholesterol xấu. Nó cũng có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa các cơn đau tim. Thứ tám, quả việt quất. Quả việt quất chứa nhiều resveratrol và flavonoids, giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh mạch vành và làm giảm tỷ lệ xuất hiện của các cơn đau tim. Thứ 9, táo. Táo chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Ăn một quả táo mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ đau tim và giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh. Thứ 10, rượu vang đỏ. Loại rượu này chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp giãn cholesterol và làm tăng độ giãn nở động mạch. Uống rượu vang đỏ thường xuyên cũng giúp làm giảm nguy cơ đau tim. 11. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều các catechins, flavonoids và các chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ tim mạch. Vì thế, siêu thực phẩm này làm giảm nguy cơ huyết khối và nhồi máu cơ tim. 12. Sữa đậu nành. Chúng chứa chất isoflavon, một hợp chất hữu cơ làm giảm cholesterol. Loại sữa này tăng cường lưu thông máu vì chứa niacin và giúp ngăn ngừa nguy cơ bệnh tim. 13. Sô-cô-la đen. Sô-cô-la đen được cho là làm giảm mức huyết áp cao vì nó chứa flavonoids, cũng giúp làm thư giãn các động mạch. Nó cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu. 14. Nho khô. Nho khô chứa kali và chúng giúp giảm huyết áp cao. Nho khô cũng làm tăng mức độ chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và do đó giúp ngăn ngừa nguy cơ đau tim. 15. Súp lơ xanh. Loại rau này có lượng calo thấp, nhiều chất xơ và cũng chứa một lượng chất chống oxy hóa tốt. Đây cũng là một trong những siêu thực phẩm hàng đầu có thể giúp giảm nguy cơ đau tim. Điểm danh những thực phẩm vàng tốt cho mắt của bạn. Cà rốt, đu đủ, cà chua, quả gấc, v.v. là những thực phẩm vàng giúp bạn có đôi mắt sáng khỏe và tinh anh. Thứ nhất, cà rốt. Cà rốt chứa nhiều beta-carotene, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin E, tạo sắc tố võng mạc, giúp mắt nhìn tốt hơn. Ngoài ra, cà rốt còn giúp chữa chứng quáng cà và hạn chế bệnh đục thủy tinh thể. Thứ hai, gấc. Gấc là loại quả thiên nhiên chứa nhiều vi chất, khoáng chất, axit béo, đặc biệt phải kể đến lycopene. Lycopene có trong quả gấc cao gấp nhiều lần so với các loại hoa quả khác. Lycopene trong gấc liên kết chặt chẽ với các axit béo không no omega 3, 6, 9,
không những giúp cho cấu trúc của nó luôn được bảo toàn, mà còn giúp nó có hoạt tính sinh học cao hơn. Vì thế, trong quá trình điều trị các bệnh về mắt như quáng gà, đục thủy tinh thể, mổ cận thị, v.v., các bác sĩ đều khuyên bệnh nhân sử dụng tinh chất từ gấc và dầu gấc. Ngoài ra, trong gấc có nhiều beta-carotene, còn được gọi là tiền tố vitamin A, rất tốt cho mắt. Vitamin A của gấc tốt hơn so với lượng vitamin A của động vật. Nó chỉ được chuyển hóa khi cơ thể cần đến. Khi vitamin A kết hợp với hợp chất chống oxy hóa trong gấc, làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, bảo vệ mạch máu, cung cấp dưỡng chất cho võng mạc. Thứ ba, bắp ngô. Bắp ngô giàu beta carotene và folate. Đây là hai chất giúp làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Ăn quả này thường xuyên giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy các sắc tố màu vàng trong mắt. Thứ tư, cà chua. Cà chua chứa chất lycopene, chống oxy hóa và bảo vệ võng mạc mắt. Vitamin C trong quả này có tác dụng tăng thị lực và ngăn ngừa bệnh quáng gà. Cà chua cũng giàu vitamin E, giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, một bệnh nghiêm trọng dẫn đến mù mắt. Thứ năm, lòng đỏ trứng gà. Lòng đỏ trứng gà là loại thực phẩm rất tốt cho mắt, bởi trứng gà có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, đặc biệt là mắt. Trong lòng đỏ trứng gà rất giàu lutein và zeaxanthin. Chúng có tác dụng hạn chế trong mắt bị thoái hóa điểm vàng. Lòng đỏ trứng gà còn có tác dụng làm giảm sự mệt mỏi trong mắt nhờ lượng lớn vitamin D trong nó. Thứ 6. Đu đủ. Đu đủ rất giàu vitamin C, B, kali, magie, chất xơ, v.v. Tốt cho hệ tiêu hóa, vừa tăng cường sức đề kháng và bảo vệ đôi mắt. Đặc biệt, loại quả có hàm lượng vitamin C dồi dào được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về mắt như đục thủy tinh thể. Thứ 7. Hạnh nhân. Trong hạnh nhân có nhiều vi chất hỗ trợ chống khô mắt hiệu quả. Vì thế, thêm hạnh nhân vào thực đơn là điều nên làm. Bạn có thể kết hợp cùng ngũ cốc môi sáng với hạnh nhân để có một đôi mắt luôn sáng khỏe. Thứ 8. Chocolate. Khi mắt phải làm việc nhiều, bạn ăn một chút chocolate sẽ khiến tăng cường lưu thông máu và giảm mệt mỏi cho mắt. Từ đó, nó sẽ cải thiện dần thị lực tốt hơn. Tuy nhiên, với những bệnh nhân đã bị đục thủy tinh thể thì không nên ăn chocolate, vì chất vanadium hoàn toàn không tốt cho bệnh này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.